Thưa quý vị, liên quan đến vụ việc nhân viên tiệm vàng lén lút ăn trộm vàng trong suốt 6 năm mà không bị phát hiện. Vào hôm nay 20 tháng 1, Công an tỉnh Quảng Nam cho biết vừa tiến hành khám xét nhà của Nguyễn Đức Tuấn, sinh năm 1991, trú tại phường Cẩm Phô, thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam. Và một điều rất là bất ngờ khi mà cơ quan chức năng khám khám nghiệm ở nhà của người này thì lại phát hiện thêm là đã cất giữ 200 lượng vàng đã chế tác thành các loại trang sức. Và điều đó cũng có nghĩa là nhân viên này đã ăn trộm ít nhất là 430 lượng vàng, chứ không phải là chỉ 230 lượng vàng như là thông tin trước đó. Tại cơ quan điều tra, đối tượng Nguyễn Đức Tuấn khai lấy trộm 430 lượng vàng tại tiệm vàng nơi mình làm việc trong vòng 6 năm, từ năm 2012 đến 2018. Mỗi ngày thì Tuấn trộm một ít đem cất giấu. Trong khi đó, chủ tiệm vàng đưa Tuấn làm việc cho biết vì quá tin tưởng nên họ đã giao cho Tuấn trông coi, quản lý toàn bộ tiệm vàng mà không nghĩ nhân viên của mình lấy trộm với số lượng vàng lớn tới như vậy trong suốt nhiều năm qua. Ngay cả khi Tuấn xin nghỉ việc đột ngột vào tháng 7 năm ngoái thì cũng không có ai nghi ngờ. Được biết trước đây, gia đình Nguyễn Đức Tuấn rất nghèo. Tuy nhiên sau khi làm thợ kim hoàn tại đây, gia đình Tuấn đổi đời một cách nhanh chóng. Ngoài xây dựng nhà cửa, sắm xe ô tô thì còn đầu tư hai villa để hoạt động du lịch với số tiền đầu tư rất lớn lên tới hàng tỷ đồng. Việc gia đình Tuấn giàu lên đột ngột như vậy khiến cho nhiều người dân ở địa phương khá tò mò và thắc mắc. Được biết là tiệm vàng nơi mà Tuấn làm việc nằm ở thành phố Hội An, mặc dù có quy mô không lớn nhưng rất đông khách và lượng giao dịch hàng ngày thì khá khá là lớn. Chủ tiệm vàng không để vàng qua đêm mà hàng ngày thì cất vào két sắt mang về sáng hôm sau mới mang đến. Tuấn cũng không phải là người trực tiếp bán vàng mà chỉ phụ trách việc sắp xếp khách xe cộ bên ngoài. Do đó thì việc tên này dùng thủ đoạn gì để ăn trộm vàng suốt 6 năm qua mà lại không bị ai phát hiện đến nay vẫn chưa rõ. Vâng, thật là khó hiểu. À, và trước đó vào ngày 15 tháng 1 thì Tuấn cần tiền nên cùng anh trai mang 230 lượng vàng trộm được gồm với trọng lượng là hơn 14 cân vàng đi bán với giá 5 tỷ đồng thì bị người dân nghi vấn báo cơ quan công an. Ban đầu thì Tuấn có khai là gần 15 cân vàng đó là do cha ông của mình để lại. Sau đó thì lại khai là do mình nhặt được Tuy nhiên cuối cùng thì Tuấn khai đã lợi dụng lòng tin và sự sơ hở của chủ tiệm vàng để trộm vàng trong vòng 6 năm qua